Mình uh, xin chào cả nhà hôm nay uh, mình xin chia sẻ một ít về uh, Network tại vì uh, đại đa số có những nhà mà rộng quá hay là cái um, những cái vết tường mà cũ kỹ hồi xưa bê tông nhiều quá cho nên đường mạng nó sẽ bị yếu đi đặc biệt là những cái nhà mà cách xa thành phố rất là xa đường mạng của họ chỉ được có một cái giới hạn nào thôi ví dụ như 16.000 hay là 50.000 maximum nó không có được mạnh hơn mà còn bị mất wifi này nọ thường uh, để mình uh, mở mở chia sẻ cái này nó hay hơn uh, repeater tại mình chia sẻ qua hình ảnh uh, nó dễ hiểu hơn ví dụ như uh, đại đa số đại đa số như uh, những người mà bắt sóng kém đường mạng không có được mạnh từ lầu trên lên lầu dưới xuống lầu dưới hay là từ từ dưới cái tầng 1 xuống xuống dưới quán dưới tiệm hay là xuống dưới hầm luôn, xuống dưới hay là luôn. Đại đa số thì người ta sẽ mua một cái repeater kiểu này để mà nó bắt đường sóng cho mạnh. Um, theo như cái ý kiến và cái hiểu biết cá nhân của mình nha chứ không nói là chia bay là ai đúng ai sai thì bây giờ nó có những cái nó nói là qua đường điện này nọ đi cho đường mạng nó mạnh ở đây có những cái mà nó còn gắn dây lan để có những cái gắn dây lan là có nghĩa là nói bên này nói bên kia này nọ để mà nói từ cái router tránh vào đây input của nó rồi output đi qua cái khác nữa thì nó sẽ bắt mạnh hơn hay là cái ổ, qua cái ổ điện của nó nó sẽ mạnh hơn tất cả đều là một cái hình thức quảng cáo bây giờ luôn cả những cái Facebook này nó cũng là cái hình thức quảng cáo mình nói cái đơn giản điện thoại di động bây giờ nó có những cái mà đắt tiền có những cái mà wi uh, wifi rất là mạnh thể nó chạy tới một gigabit luôn nha yeah. bây giờ một cái điện thoại di động mà mình đứng ở trên lầu 2 cái router nó nằm ở dưới lầu 1 mình bắt được uh, khoảng chừng 2 gạch đi <laughs> maximum là 4 gạch mình bắt được hai gạch <laughs> Thì cái repeater này mình gắn ở trên trên lầu 2 của mình chỗ mình đứng. Nó cũng sẽ là hai gạch. Nhưng mà lúc mà nó kết nối được cái hai gạch đó rồi đó thì nó mạnh cũng giống như là hay là nó yếu cũng giống như là cái điện thoại của mình bắt trực tiếp vào cái router. Cái cái repeater cũng y chang như vậy. Chỉ có cái là lúc mà mình connect á, cái điện thoại của mình sẽ connect với repeater. cái điện thoại connect với repeater thì lúc đó là mình cùng đứng ở trên nhà chung với cái repeater đúng không? Thì uh, cái cái điện thoại của mình kết nối repeater là 4 gạch luôn, maximum luôn, đường mạng maximum. Nhưng mà cái repeater đi xuống cái router nó chỉ là hai gạch cũng giống như cái điện thoại mình đi trực tiếp. Cho nên không bao giờ mà mạnh hơn được hết. Ok. Nó có một cái cảm giác gì thôi là ok, mình uh, được uh, đầy luôn, mình được đầy sống luôn, chắc mạnh lắm rồi nhưng mà bà con không biết được nếu mà đo ra tốc độ nó cũng như nhau hoặc là nó có thể hơn một tí tại vì nó chuyên về cái này mà nó chuyên về uh, 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 mượn sống, bắt sóng này nọ thì có thể nó sẽ mạnh hơn một tí thôi còn ngoài ra không giúp được cái gì ok đó có những người mua những cái uh, đây những cái link band ten cũng vậy ok band ten đây cũng vậy cái mà mình khuyên cái mà mình khuyên ví dụ mà nhà lớn nhà lớn nhà rộng không cần phải chơi những cái router đắt tiền okay. um, chơi những cái speedport của telecom yeah, để mình uh, mở cho xem hôm qua mình vừa một cái uh, làm một cái network Đồ mất rồi À ok. Goodness. Ủa đâu mất cái ta? Tôi coi tạm đây nha. Coi tạm đây. Đó. <laughs> Ví dụ đơn giản nhưng ai mà xài cái um, một cái network ở nhà có một cái router của một là của Telecom là Speedport hai là của 1&1 hay là của, Einstein, hay là, uh, của Vodafone, xài Fritzbox okay, hay là xài cái Cisco thì ở đây là một cách mà đơn giản nhất <laughs> chấp nhận chịu khó mua một sợi dây 50m, 100m không cần biết. Okay. Câu một cái đường network, câu một cái đường uh, network cái, ra một cái router thứ hai Tại vì dây cable bây giờ nó cũng rất là rẻ, nó không có mắc nữa <laughs> Nếu mà để mua một cái repeater thì mình thà câu một cái router thì ở trên đường mạng nó cũng mạnh y chang ở dưới Bất cứ chỗ nào luôn Nó mạnh tương đương, nó mạnh như nhau hết Cho nên mình thấy uh, Cái uh, thực tế nhất là chơi dây luôn cả microphone trong studio tại sao nó là à mic để tiện không dây này nọ mà người ta vẫn xài dây để thu âm đúng không những cái hãng xử những cái công ty lớn đó, họ ai cũng nói là xài không dây nó rất là tiện lợi nhưng mà tại sao người ta phải cả tấn ký dây trong những cái những cái mà tòa nhà lớn để mà họ họ câu network họ câu server để mà họ làm việc đó cho nên <laughs> cái gì cũng vậy bluetooth nghe không bao giờ mà hay bằng có dây Đúng không? Um, đó là cái ý của mình nha, cái uh, suy nghĩ của mình. còn ở đây thì mình uh, chia sẻ về cái network làm sao, làm sao mà có thể kết nối được thêm một cái router thứ hai. trong này thì uh, mình đang tạm thời là mình xài cái uh, footbox và speedport để mà làm ví dụ, mình làm ví dụ thực sự mà nói nếu mà các bạn tìm cho một cái router và các bạn có nhìn thấy nhìn thấy tìm được cái adhcp có nghĩa là dhcp đây cái chữ nó đây thì từ đây các bạn có thể tắt và mở nó được thì tắt nó xong rồi một là đổi cái ip nó lại ip của router còn hai là để nó automatic để nó tự tự nhận và tự online luôn như okay, thế nó sẽ tự nhận và tự online luôn không có cần làm cái này nữa ok mình chia sẻ cái này về network lần sau sẽ có những cái video khác chia sẻ về những thứ khác như âm thanh, software, hardware, ok, hay là về design. mình xin chào cả nhà nha.